Thế ông im mẹ à mồ. Có sao không? Vẫn còn phong độ lắm. Đi đâu đồ đẹp quá vậy? Họ trèo có bé kia liếc mắt đưa tình chứ nội. Cho nội qua tặng bông cho em. Em nhiêu tuổi? Mười đấy. Bảy mấy tám chục gì đó. Ôi trời ơi. Coi mẹ đi. Mày chưa đủ tư cách nói chuyện tình yêu với tao. Nó sửa lại cái thật cao đi về ba mày bữa đầu mày ra đó con. Nhóc con. Chà anh cho em biết chà anh bao giờ yêu ai khác ngoài em ra. Chà anh tao biết chà anh bao giờ yêu ai khác ngoài em ra. Bè. Thông minh. Thật là thông minh. Đồ mày bấm nó đúng không? Cái gì vậy? Mày nói ra trong kia kìa ông ơi. Mày là ai hả? Thì thằng nào lắp cái cửa ngu như con bò. Thằng này nè. Sao vậy bác? Kẹp đầu chứ sao? Làm gì mà để nó kẹp vậy? Thằng kho nó bấm nó kẹp nè. Chị con mày đừng có bấm nào. Chứ thợ nó rớt xuống. Ai biết ông nội quơ quào tự rớt ai biết. Có bị gì không? Tao đi tặng hoa cho ẻm nè. Thôi tao đây nha. Bây giờ này đi đâu nữa? Ở nhà ngủ đi. Điên mình không sợ ma bắt hả? Mày nghĩ mày hù được tao hả? Trời tối quá ta. Chó sủa nữa. Mình đang đi tặng hoa cho ẻm lỡ gặp ma thiệt thì sao ta? Thôi mai tặng. Để nhà thúi quắc như cái chuồng heo vậy trời. Thằng Kho đâu? Dạ. Gì nữa rồi? Mày nói cho tao nghe tại sao mày để cái nhà thúi như cái chuồng heo?